dòng chảy không nợ không? Chị ơi! Em đưa layout dòng chảy đấy mà không biết có làm dòng chảy không chứ. Đưa hành chế luôn chứ đúng không? Ừ. Đưa hạt hành chế luôn. Chị. Em cứ nói chuyện đi, chân tắt. Anh không có mắt ở đằng sau ấy, không nhìn được. Buôn làm còn đẹp gấp tỷ con sao? Số không phải chặn lắm. Em chỉ muốn đẹp cỡ chị thôi. Em đi từ đâu qua đây? Em đi từ thang. Ở đây đi cho là gần thôi. Qua sang sang rồi chạy qua cái hầm lên đến các bạn người ta hết mẹ xe. Phương Tiểu Bình cho em qua kẻ với ai đấy? Cô dâu của anh. Qua đây đi. Hay tốt không chị em ơi? Vụ anh cưới đầu tư nhất thế kỷ. Gầy nha, gầy ghê. Mọi người ơi, hãy mình. Like hello, và Nhung. Hello Nhung, Nhung Hậu à? Nhung top 10. Nhung top 10. Danh hiệu để đời luôn. Nhung top 10. Tối nay 8 giờ Quỳnh mới đến. Tại vì Quỳnh đi xem slot 2. 8 giờ mới tới cơ. Slot 2. Có 2 slot mà. Tại vì nhà nào mời mình thì mình chỉ đến giờ đấy thôi đúng không? Mình sẽ nhà đó. Chứ không cần thiết phải đến từ đầu đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì em hỏi bên đấy rồi. Tại vì có 2 slot ấy. Nó chia hẳn ra luôn mà. Nhưng mà diễn xong nhà kia mà khách văn khách nhà đấy muốn về thì cứ việc về đúng không? Chắc thế ạ. Tưởng là mờ thì phải mất con đến cả hai. Nhà nào mời mình đi mà. Nhưng biết là xe ta ra bộ xe tập đánh con năm ngoái cũng nên sẽ khác luôn. Hôm nay thì đi xem của nhà Sita. Lát nữa mình sẽ sau khi make up xong là tóc xong mình sẽ lên đồ cho mọi người thấy layout của ngày hôm nay hoàn chỉnh outfit từ đầu đến cuối xong mình mới đi.
mà chắc là điện thoại anh ấy không đủ pin để mà đợi lúc này đâu. Không, có cục sạc rất là tốt đi. Mọi người hãy like và share cho chúng ta vui nha. Xin chào mình đi. Chào chị Quỳnh ạ. À, đây mình Hảo à? Hello Hảo. Anh Quân giỏi quá. Hello Tú. Chị đẹp quá chị Quỳnh ơi. Chị chặt Minh Tú hãy làm ai luôn chị. Mệt mỏi quá. Được rồi. Tú của em cứ để chị. Chị chặt hết. Lát gặp con giờ nhé. À Phan Hồng Thu hôm nay cũng đi à? Thu ơi, chị đi slot mấy? Vừa thấy Thu lên đồ rồi. Lên đồ rồi à? Ờ, quý bà cổ điển lắm, dạo này theo hình tượng quý bà cổ điển. Quý bà cổ điển, Phan Hoàng Thu. Chưa kịp nhìn. Chắc mà mỗi thằng luôn rồi. Thoải mái đi Tú ơi. Gì chứ da đẹp anh không bao giờ em cũng đi slot hả anh? Đều đi nhà Sita hết hả? Đi Sita, chị đi Sita, đi của ai? Này off Tú có vào không? Chắc là không, tại vì ủa nhưng mà offline của Tú là vào ngày bao nhiêu? Chứng tỏ là Facebook mình lượng tương tác bạn bè với cả đồng minh rất là cao. Đó, toàn bạn đây à? Vâng, phát hiện họ quá trời. Ok, nếu như mà đi Sita thì xíu nữa mình sẽ gặp nhau. Không biết là đồ mình có fix với nhau không? Em mặc đồ cổ điển lắm. Thế á? Hôm nay em mặc đồ cổ điển đâu? Không biết nhà thấy Thu vừa áp hình ra mặc đồ cổ điển lắm. Thu ơi, chị mặc đồ của Sita hay mặc đồ của ai đấy? Do là bây giờ layout makeup chưa xong cho nên là nhìn mình trông hơi giống con gấu trúc. Đúng chuẩn cục cứt của chị luôn. À, chị mà không biết luôn. Em là cục kim cương. 12 tháng 11 đó. 12 tháng 11 chắc là ở trong Sài Gòn đấy. Để xem nhá. Nếu mà em ở trong Sài Gòn thì em đi, em chỉ sợ là em không ở trong Sài Gòn thôi. Mặc đồ Sita, mặc đồ Sita chắc phải fit với nhau chứ. Chắc fit rồi. Chào em bảo chân. Thì cái mô để cho sang màu anh cam bợt được không? Sợ nó không thích cái đồ thôi. Thế à? Ừ. Em mặc đồ trắng mặc đồ trắng. Vùng bợt nhìn nó hơi sợ nó nhợt nhạt quá. Minh Thùy nói cái gì đấy không hiểu nhá. Hẳn là ở Sài Gòn cơ. Kiểu đánh mắt hôm nay là kiểu đánh mắt. Chính gà. Hả? Kiểu đánh mắt này, kiểu đánh mắt ở Sài Gòn hay gọi là kiểu đánh mắt trứng gà. Thế sao? Kiểu đánh gà với Tùng Châu vậy anh mà ngoài đấy cái mắt đánh mắt trứng gà. Anh học anh Tùng à? Ừ, Tùng Châu.
Thưa thầy ạ. Chị nhầm chị quen gọi em là anh. Sorry em wrong. Chị không biết nữa, nếu như mà lúc ấy chị ở trong Sài Gòn thì chị sẽ đi. Nhưng mà chị không có được mời cho nên là chị chưa biết được. Bên Việt Nam International Fashion Week Live. Cô đó tìm được trợ lý quản lý chưa? Tìm quản lý rồi nhưng chưa tìm được trợ lý. Là một trợ lý chết luôn đấy. Con nào làm việc thì nhớ kiểu siêu khỏe mà thì cũng phải ngâm cái lão cá vàng hết sau một thời gian làm việc đúng không? Để mình lấy em đây. À. Thôi ơi, tối nay em có gặp anh ở Inter không? Đi về chứ. Ăn táo hộp không sô-cô-la không để ta ăn hết. Để đấy đi, bao giờ vào Sài Gòn thì lấy. Cảm ơn nha Hiếu ơi. Ham mờ đấy kìa. Cái gì đó? Nó hỏi ham mờ thì máu ơi. Đâu có mờ đâu. Em đừng hèn mưa không mờ. Mọi người ơi, livestream có bị mờ không ạ? Em là ít hơn bằng tay màu trắng. Đen màu trắng. Mặc quay mắt không hơn mà. Ngày mai hãy thôi. Vì wifi của bên mạng thôi chứ không phải là do máy đâu. Đấy là wifi ổn định. Mọi người bảo là rõ mà. Chắc là do ánh đèn mà chúng ta đang mất trong một cái phòng rất là tối. Có một ánh đèn ở đây là lóa. Mọi người hãy like và share nha.
bán thì kệ bán. Kiểu không dẫn lấy mật mẫu. Chắc là do wifi hoặc là có gì vấn đề rồi. Mật mẫu, mật mẫu hơi chụp mờ. Chưa, bắt đầu chụp chưa cái này. Không nói lên mặt mẫu tức là xung quanh tất cả đều rõ thì mỗi mặt là không bật lên lại. Không, không được làm sao đâu, người ta nói đùa ấy. Không lại lốt rồi. Mọi người hãy like và share đi nha. Xem chùa là không vui đâu. Cái nào đâu rồi? Từ từ trong này rồi. Hèn lắm. Bây giờ cứ phải móc ra thì kiểu mạnh bạo quá ấy. Cái gì làm gì mạnh bạo thôi. Thì phải kích mí một bên này lên đúng không? Kích một bên. Tối nay sẽ có chị Hoàng Yến là vơ đét. Hôm qua Hoàng Nghĩa là vơ đét mà. Ừ, chị Hoàng Nghĩa chắc phải là vơ đét mấy ngày luôn. Hoàng Nghĩa năm ngoái là vơ đét hai bên... bên gì? Bên gì tiến chuyển này. Bên là hôm qua là vơ đét cho công trí đúng không? Con lóa không mọi người. Hậu cung ngược rồi, thật tin mọi người. Ủa, năm nay công chí, năm nay đồ đẹp không? Đẹp không? Trời ơi đấy. Giảm lượt xem trầm trọng luôn. Giảm lượt xem hả? Ừ. Cái siêu hội trường xin quay lại cái gì đẹp nhất. Ủa, cảm ơn rất là kêu rồi. Thành ơi, Sammy Kem bảo với cả anh photo là anh cho bên này người ta mượn hoặc là mới xác hình chụp được không, bởi vì là bị phát sinh thì kia là bắt đầu mới chụp. Bây giờ mới được chụp này. Bữa nay mai mắt sẽ tạt. Ô, sương mai chút chút thôi tạt nhỉ? Mai chỉ một chút chút nhẹ nhẹ thôi tạt nha. Nhìn thẳng một chút thôi. Bé. Mai mấy giờ tạt bốn mất hả ơi? Hết đèn rồi. Hết đèn là sao? Hai cái đèn này trang trí ra. Được quá. Nhớ nhé, chiều mai thì em nhắn giờ. Cả gì Thanh. Dì Thành. Cả dì Thành làm tóc cho em nhé. Chút chút thôi. Dì Thành mai bận đi khách rồi. Hoa trở nên đẹp quá, Ngọc Trân. Thái bạn Quỳnh. Mọi người ơi, buôn vào có điện thoại thì em bị giảm lượt xem. Mọi người hãy like và share lại đi để mọi người vào xem nhé. Để lên chút xe đó. Được chưa? Em
biết là được chưa? Không biết con nhìn nó cái gì đâu. Không nhìn được gì cả. Không biết đâu, mai làm cho em xong muốn chích ai chị. Nghe nghe chị mai nhá. Chẳng biết nói gì. Tạp mai chẳng đi à? Ta tạp đến mùng 3 đi để mấy nhá cùng đi cho vui. Cái giọng này nó chua quá. Mình đi đúng cuối cùng chứ. Được mà. May không cuối cùng đi được ấy. Chắc là ít người chắc rồi. Ít người là đỡ xấu hổ. Không cùng đi được mà. Em nói chính ra em thích đi là đi khai mạc với cả cuối cùng với mạc. Mà em đi nhiều quá rồi nên thôi. Nên em quyết định là thôi. Vừa. Có cụm mắt không? Cái này như là hơi bông rồi. Cái này ok này. Cái này thì có một chút ở đầu mắt. Trang bảo anh. Hello các em yêu. Hello chị. Xin chào bà già. À bạn anh này, nó làm make up. Xem mà anh hôm nay thấy lasso quá. Hôm nay layout là smoky eyes. Mắt chừng ra. Hiểu hơn đấy. Nó như cơ mạng vừa bị lát nữa các bạn. Hôm nay Trang bảo anh có đắt show không? Sụp chưa? Smoky eyes ngày hôm nay sẽ khác với smoky eyes của hôm nọ livestream rồi mình tụng livestream bây giờ thôi. Mà. Em không đeo len đúng không? Em cho len mắt em bị ác. Đúng không? Mà trước đi sự kiện chơi sabi đeo len đúng không? Ờ. Xong mới nhìn kiểu mặt bị dữ ấy. Mặt bị ác à. Nhưng sao chọn cái nào mà nó vân vân nhẹ nhẹ thôi. Mà em đeo màu xám trắng đúng không? Hôm đấy em là cái nhẹ nhất của màu xám rồi ấy. Thế á? Ờ, mà cái mắt của em lúc nào cũng thấy lên mấy cái len nó bị sáng hơn ấy. Cái này mắt buồn thật. Hả? Chịu mắt bực thật. Đa Marius Thủ Quốc. Wow, chế Trang ơi, chế đi xa quá. Xa lắm rồi, đi luôn đi nhá. Đây là layout smoky eyes không nọ. Cái Halloween đó. Hoàn toàn khác. Được layout ngày hôm nay mà. À, layout ngày hôm nay ạ. Layout ngày hôm nay là Selena. Đây là layout của ngày hôm nay. Mà không biết là tí nữa Quỳnh sẽ ra. Có ra thế này không hay là ra con khác? Tự nhiên là con khác rồi, sao mà giống con này được. Ra con khác đẹp hơn. Dồi ôi chị Hiếu ấy sắc biết nó. Còn quá. Hiếu nè. Ăn rồi. Mình có một ớt tôi nghĩ đáng yêu. Ừ, yêu vãi. Dễ thương ấy. Ôi, nó đến cửa hàng anh mách nhá, mà đến có một tí thôi mà cả cửa hàng luôn nó nhộn nhịp hẳn lên ấy. Hiếu ơi, nhờ Hiếu. Hiếu vui là tất cả mọi người cũng vui. Ừ, mà một khi mà Hiếu thì cũng vui thì... Cả nhà Hiếu. Xác định nhé. Ngờ vào câu. Hay mà. Quỳnh có chụp lại tấm hình trên tủ lạnh nhà chị Tú không? Không chụp. Là không biết là ở trên tủ lạnh có một tấm hình nữa. Là tủ up story. Cái nhà em ở là cái nhà mà chị Tú trên phe tủ giày đấy ạ. Không,
không thỉnh thoảng anh ở đấy. Như từ đấy đẹp nhỉ. Từ đấy tưởng là đấy là nhà Tú, nhà bố mẹ Tú. Tú. Thỉnh thoảng anh ở đấy. Còn em rất kê bên kia. Xong rồi đang định rồi, bây giờ phải son được không anh? Hôm nay đánh son của Thế Lan nha. Còn khô quá. Đây đúng không? Phần... Ở đây là phần dưới phần này đúng không? Chỉ có phần trên này, trên đỉnh. Ở phần này không? Hôm nay chui vào bếp hả Bun? Ai nói đấy? Hôm nay chưa biết. Hôm nay là có trong bếp. Thấy tôi biết điều không? Chui vào bếp là không làm ảnh hưởng đến ai đâu nha. Quỳnh sẽ thay đồ vào fit lại tầm một chút gì ấy. Sau khi làm tóc và make up xong nha mọi người. À, mấy làm tóc mà. Và đây là cứ ăn không tay. Đây thề đây là đầu tiên có thể được make cho Quỳnh xinh đấy. Những lần trước toàn make dị rồi, sợ không chịu được. Đúng không? Nhưng lần trước tầm mấy kiểu không mình học thì là cho London không để chụp cho kiểu thời trang các thứ tầm mấy dị à được một lần mấy sinh dầu mực dầu mực dầu mực dầu mực từ tay đây trong một phát thì mua để mua thịt nở bây giờ mua thì giống họ đại dương bây giờ anh nghĩ chắc cả thao ấy thôi mới được. Em bảo với em có muốn cho thêm ít, kiểu ít hành cam mà không ấy. Đúng không? Cho ít hành cam mà nó sẽ tươi hơn. Đánh vào tao vào trong một quả mồ nhưng tao đi bơm về. Đồng phòng đại dương. Thế sợ nhờ. Tao có đóng mồ nó mới đi bơm. Chứ một ánh nâu nâu này mà. Wow, đại dương. Đồng ánh Quỳnh. Đồng chiếc ảnh của Quỳnh. Đúng rồi chị, em ơi. Chị đồng ánh Quỳnh mà. Chị kêu tên em đi, chị yêu Ngọc Trân. Đó, chị kêu rồi đó. Chị khác. Chế Quỳnh mà đi thi Hoa hậu Đại Dương là đậu. Khổ. Để Bun đánh cho quả môi là đậu ngay. Đánh quả môi như con cá dặn bể. Tây quá. Chúng ta phải bạn đánh mà. Nhá, xem mấy cái hình ảnh mà chuẩn bị trước khi vào thềm cuộc thi ấy. Lúc mà chưa bơm môi ấy, chắc là bơm vội hiểu không? Bơm hơi kiểu hơi lố ấy. À, chị Hiếu lại vào, chị Hiếu lại vào. Smoky đó. Hôm nay em đánh layout Snoopy Eye của chị Andre Hiếu Nguyễn. Hiếu lúc nào cũng chỉ thích cái con này thôi. Đúng không Hiếu? Năm tỷ 700 lần nữa, hơn 200 lần rồi đấy. Đẹp quá, 5 tỷ 700 nghìn lần. 5 tỷ 700 nghìn lần là gì? Nói nhiều rồi. À, cái nói khen câu nói nhiều rồi. Khen câu đẹp quá ấy à? Được hơn nhỉ? Sao cái gương cái nhìn nó cận à? Không cận nhưng mà... Sợ không đúng màu đúng không? Sao cái... Cái mắt? À, eyeliner đó. Phải như ở quên cái kiểu.
Nhưng mà cái này kẻ không kẻ xếp nhiều đâu nhá. Sao? Mình ra của nó không thể nào kiểu cánh tròn tròn. Bắt để phản đơn hàng. Này, riêng này Hiếu ơi, bây giờ có một cái nhá, một cái cho một phát và bitchy luôn nha. Chấm nốt ruồi này. Chị cho em biết là em chấm nên chấm nốt ruồi đâu thì đẹp hả chị? Đẹp gấp 9 tỷ lần chẳng hạn. Và mép nhá. Mình không mất cho quần này. Và Hiếu như chứ. Tôi cứ thấy thiếu cái gì ngồi 30 phút chơi được đi xong chấm nước ruồi thử chấm nhá, chấm vào ôi thì chấm ở đâu đấy, nước ruồi đây chấm xuống một gò má rồi đôi mắt trắng. Mà chấm nó tuổi hơi biết chì đúng không? Ừ, kiểu biết quá. Thôi để này cũng được rồi. Đây là người ta mình xong rồi Minh Tú cũng chào. Đúng vậy thường ấy. Giống Minh Tú là cái này. Mệt một chút sương mai thôi mọi người ạ. À. Biết đâu gợi mà. Có phải thay đồ chưa không? Thay đồ thôi là tóc nha. Thay đồ đi mọi người giữ live stream nhé. Quỳnh đi thay đồ. Quỳnh đi thay đồ rồi khoảng tầm 5 phút nữa thôi. 5 phút nữa thôi Quỳnh sẽ thay lại, quay lại với cả một bộ đồ office và chúng ta bắt đầu làm tóc. Nha mọi người. Các bạn hãy cố gắng giữ tương tác, đừng có bị giảm lượt xem quá. Buồn lắm. Mà xem ai đã gắn thẻ lên đây nào. Ôi, xin chào mọi người. À hôm nay bọn mình có một cái này muốn khoe với mọi người đợi mình 2 phút. Sao đấy? Dây gì? Mang hẳn túi đấy sang đưa thầy. Đây là bảng màu mà mới nhất của Creoland. Cảm ơn Jonathan Tùng Nguyễn. Đây là bảng màu mà của Creoland. Vun vừa mới được tặng. Trong này nó có tất cả là 5 màu mới nhất của Creoland, rất là đẹp này. Màu cam vàng, màu cam Fanta, màu cam hồng, vàng và màu nâu vàng. 5 màu này cảm giác là đánh lên mặt nó rất là tây và rất là phù hợp những phong cách mà Buôn mang đến.
À quên mất, vừa chưa đánh má, tí sẽ đánh má cho Quỳnh màu này nhé. Màu này và pha với màu này, hai màu này. Mọi người hãy cố gắng đợi xem. Hơi lâu. Sau Quỳnh là sẽ còn có hai bạn celeb nữa, một bạn là hoa á hậu và một bạn là hoa hậu. Thế nên mọi người hãy cố gắng chờ nhé. Tí nữa sau khi mà make cho Quỳnh xong thì Vun sẽ tiếp tục livestream make cho hai bạn đấy. Audrey ơi, Audrey đâu rồi? Ơ, không ở lại sân nốt à? Buồn quá. Đi đâu? Xong rồi. Xong rồi mọi người. Đây, ngồi đi. Ở bộ đẹp này. Chưa bộ thì sao đây, bộ thì sao chứ? Ôi, mẹ ạ. Đúng nơi đúng không? Hãy đến bếp chắc thế. Con sẽ chỉnh cái má một chút. À hôm nay cái này xong thì nó sẽ đi bốt. Thành công chưa? Thì cho tí má hồng nhiều nhiều một tí cho nó có bị lợn. Thì đây một cam vàng. Mình muốn nói chuyện mọi người nhé, mọi người có muốn hỏi mình gì không cho mọi người chờ làm tóc. Xin bạn ơi, thank you gà nha. Ủa màu này là Aurei cũng có mà, Aurei ơi. Màu Very Victoria của Charlotte Tilbury, màu này này. Pha với màu son vỏ bạc của Kirlen, màu số 8. Lượt xem đã tăng lên 74 người rồi, 76 rồi. Nào, mọi người hãy nhìn nhé. Đây. Đây. Có con ngồi đấy không? Rồi, sau chiếc đẹp quá. Gà ơi inbox cho anh nha. Anh có đó. Thế đẹp vì giống kiểu mình hay đúng đúng layout của Audrey. Giày ở bên đấy luôn hả? À không, giày của đôi này đi thì khó đi rồi. Mong là nó không có vấn đề. Không đi luôn này chắc chắn đây. Nào. Đứng xa ra nào. Đây mọi người hãy xem chưa. Chưa làm tóc nha. Chưa có phụ kiện. International Fashion Week ngày thứ hai để lệnh tóc có nghỉ hôm chung kết lên tốt à? Chắc thế. Chế đi ăn đây, bye bye. Bye bye, bye, bye chế. Mọi người
Thế thì để tóc này hợp không? Để tóc này hợp không? Thế để tóc nào? Lệch hay là bùi lên? Bùi này vậy, cái chìa 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 bước lên đi ạ. Mọi người bước lên hay là để lệch như thế này? Bước lên chất hơn, để lệch nhìn sang hơn. Buộc lên đi chị, ba người về vote cho buộc lệch rồi. Hai người để lệch. Bốn, ba người để lệch. Tỷ số đang là một đều. Vote hết rồi là buộc lên cả tính hơn, vẫn đang đều. Bùi lên phong cách hơn ạ. À. Buộc lệch ạ. À. Lệch hay là bùi đây? Buộc lệch hẳn là buộc lệch. Buộc lệch. Buộc lệch như nào? Buộc lệch như này hả? Thôi. Thắng không? Thắng không? Để lệch đi anh. Để lệch nhá. Ừ. Thế bên này có tết vào không hay là chỉ trải mượt thôi? Trải mượt thôi. Trải mượt thôi. Thẳng lệch đúng không? Thẳng tương luôn đúng không? Như phần máy chắc anh nghĩ là phải đánh phòng lên thế. Đấy phòng mình chữ mờ ở đây này. Là con ngồi cái thấp hơn không? Không. Chúng ta đã chốt hạ rồi, đó chính là lệch cho nên là cao luôn. Để giống tóc và võ hành yến hôm chung kết đấy. Zoom gần vào cho mọi người xem nha. Tết xong, tết tóc bên trái đi. Mọi người giữ đợi một chút nha, có điện thoại. Ôi, điện thoại cái giảm xuống còn 26 người luôn. Mọi người ơi, đâu hết rồi? Thành đẹp ra làm tóc xinh. Em thì sao hả Hậu? Hậu luôn.
thành cao nhỉ? Mê thành cao nhỉ? Đang chửi đấy ạ. Mọi người ơi, mọi người vào xem tiếp nào, nói chuyện với Đồng Ánh Quỳnh nào, giao lưu với Đồng Ánh Quỳnh nhé mọi người ơi. Có ai có câu hỏi gì với Đồng Ánh Quỳnh không? Khi nào chị... Đồng nhá. Đồng. 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 Đồng, không phải Đồng. Đồng, Đồng, Đồng Ánh Quỳnh. Đồng quê, đồng lúa. Đồng mà. Anh cần gọi là Đồng đấy. Ờ, anh cần gọi là Đồng. 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 Khi nào chị lấy chồng? Tí không. Nữa. Này nhá. Cảm ơn Ray Concept. Hỏi hỏi stylist là búi lên hay để xõa à? Anh xõa thì ép thẳng hay anh thấy xõa thì em để ép thẳng để lệch nhé. Làm sao ra cái hình thì làm. Ok ok. Bye. Mắt kết hợp màu gì vậy anh? Mắt là màu cam đất, màu cam vàng, màu nâu đất, màu đen, màu xám, màu hồng bạch kim. Nói chung nhiều màu lắm em ạ. Anh không biết là màu gì. Nói chung là tông màu chủ đạo là màu khói. Thế nên là những cái tông màu mạnh mình có thể kết hợp được em ạ. Nếu bạn nào mà thích kiểu feel hơn thì có thể cho một chút màu xanh, màu xanh kiểu xanh xanh nhũ to ấy, ở giữa mắt cũng đẹp. Quên cho Quỳnh đi anh của mắt cả, sai tầm 20 cm đi. Quang Tùng Nguyễn, mày mới bông môi à? Đấy, biết ngay mà đánh cái màu mày kiểu gì nó cũng thành mới bông môi. Kiểu nó dày lên ấy. Không, không có bông đâu. Mình chích. Nhưng mà trông cũng giống nhở. Đẹp mà. Nhưng kiểu kiểu cái phong cách này mà không đánh môi dày thì không nhìn nó kinh lắm. Môi dày đẹp mà. Hơi thiếu phụ kiện một chút mọi người ạ. Tí nữa mình đeo phụ kiện. Má chắc phải làm hơi phồng lên một chút. Đấy. Để chỉ làm ruốt. Hả? Không cần ruốt đâu. Không, máy nó che vào hết mặt. Bởi vì nó bị bò liếm ở đây này. Không này. Mà bộ tóc nhiều này. Hơi hóm này. Dặn đen nha. Thôi, bye bye mọi người nhé. Tớ phải đi đón khách hàng đây.